V247 Power, công ty điện của người Việt Nam với giá thấp, với hóa đơn và nhân viên đều sử dụng tiếng Việt. Hãy gọi ngay 1-855-990-9000. Công ty Dược Thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali, điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069. Quý vị hãy vào trang web staysmartdoyourpart.com hoặc gọi số 832-927-8787 để ghi danh chờ đợi được chích ngừa. Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay cùng với chú Phạm Cơ, anh Quang Trương và Tường Minh. Nhìn thấy chú với anh Quang Trương, Tường Minh thấy sắp đến cuối tuần rồi. Thứ năm phải không? Thứ năm rồi. Dạ vâng, chương trình thì xin chào quý vị đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ và chào Tường Minh. Dạ, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Trương và chào quý vị khách hàng của Cà Phê Sáng. Kỳ này Houston thời tiết cũng khá lạ ha. Hai ngày hôm nay thì đẹp lắm, mát mẻ. Sáng hôm nay thì trời đẹp, mây đẹp, mọi thứ có vẻ ổn. Hơi lạnh một chút xíu, rất là tốt. Dạ, xe lạnh, dạ, rất là thích thú. Và mặt trời thì không có ngủ sớm. Dạ, mặt trời thì lấp ló ở sau những cái đám mây vải rồng. Thú vị đúng không? Dạ, không biết là... anh Trương thì dậy sớm rồi, không có ngóng bình không, nhưng minh. Mà cái thời tiết mát mẻ nó cũng làm cho mình cảm thấy nó sảng khoái hơn. Yeah. Chỉ có điều là đôi khi bị hay bị dị ứng đó, thì có thể là sẽ bị mẫn cảm với lại cái thời tiết lạnh tự nhiên nó thay đổi từ nóng sang lạnh lẹ quá. Hát cũng xa, có hát thể xì bị thôi. Đúng rồi. Cũng sụt sùi chút xíu thôi nhưng mà cảm thấy thoải mái. Trời mát mát xe lạnh 60 mấy độ. Thật à? Gì Houston lúc nào cũng như vậy thì chỉ còn mùa hè đó, Tường Minh có nhớ không? Từ mặc dù là sáng sớm luôn là 80 mấy độ, là hừng hực rồi không? Nóng dữ lắm, mới vậy là hot rồi. Nhanh quá. Hôm nay sáng nay là 13 tây tháng 5 rồi, chúng ta mới Tết rồi, đủ thứ hết, mùa đông lạnh lẽo bão tuyết thì nó cũng lùi về phía sau ha. Bây giờ mình chuẩn bị mùa hè, thấy mọi người xôn xao chuẩn bị cho cái mùa hè thì thấy cũng vui lây. Không biết là mình có xôn xao, anh Trương có xôn xao không? Chú Cơ thì xôn xao lắm rồi. Đâu có gì đâu chị. Chú Cơ thì đứng ngồi không yên rồi. Đâu sao đâu. Nhưng mà chú Cơ nhắc mới thấy dễ sợ anh Trương. Hồi nào thì vô đây mình làm thì con chú Cơ còn học high school. Đi volunteer cho cái ngày hội Giáng sinh của đài ha. Mà bây giờ cháu sắp ra trường nha sĩ rồi đó. 8 năm hả chú? Thì thời gian mà, thời gian tối thôi. Nghĩa là từ lúc mà cháu học high school bây giờ ra trường nha sĩ là 8 năm phải không? Dạ, 8 năm. Ghê không? Đúng rồi, sắp xỉ là 8, 9 năm rồi, gần 10 năm rồi. Có khi nào anh Trương chú Cơ soi gương lại coi cây... trước đây 10 năm với lại bây giờ mình khác nhau sao? Có chứ trời, Facebook nó thảy lên hoài cái gì, remind lại mấy cái sự kiện trước đây đó, mình thấy ô trời sao mà thay đổi dữ vậy không biết. Về là anh chưa là giọng chị Tân Minh rồi đó, tôi không có giảm nhìn gương. Cũng phải nhìn gương chứ, mình cũng phải nhìn gương chứ. Nhưng mà cũng hay ha. Lâu lâu quý vị lấy ra những cái tấm hình mà trước đây 10 năm hay là trước đây 20 năm thử coi ha. Thay đổi ghê lắm, mình cứ để hai cái hình kế bên cạnh nha, mình nói wow. Phải nói là không mà phải nói rằng là ghê gớm, cho nên Facebook nó mới nhớ lại được những cái kỷ niệm cũ của mình. Bởi vì với cái kỹ thuật hiện nay là khi chị chụp hình nó chị chụp bằng cell phone chẳng hạn, là nó ghi vào đó cái giờ, tất cả địa chỉ, ngày giờ, địa chỉ ở vùng nào, kính tuyến số mấy, ở vị tuyến số mấy, thành ra khi mà nó gợi nhớ và nó gợi lại nơi nào đó là tìm một cái nó ra liền. Phải nói rằng là hết sức là kinh khủng. Cho nên thời đại bây giờ nói thiệt là tôi cũng may mà vợ tôi nó cũng ít biết về vấn đề đó, chứ còn không nó biết nhiều quá. Như là chồng chị Tân Minh thì mình không có giảm qua mặt. Chồng chị Tân Minh là cũng biết dữ lắm á, còn tôi thì là biết sơ sơ, nhưng mà tôi mừng cái là vợ tôi nó ít để ý chuyện đó, cho con không thì tôi cũng lo thành tóc cắn ngược chứ không phải gợi giật đâu. Thành ra anh dễ dàng qua mặt đúng không?
Không, tôi có bao giờ có mặt vợ đâu anh nói tại vì, đâu tại vì vợ tôi, không biết nhiều đâu phải đâu tôi không bao giờ nghĩ như vậy mặt vợ, anh nói là tôi sợ anh đâu có tưởng đâu vợ tôi giỏi giống như là chồng của Thường Minh thì tôi không, khó đâu tôi mà. Vô tình tôi thấy vậy thôi tôi nhận xét vậy thôi nhưng mà qua mặt vợ là hoàn toàn tuyệt không bao giờ tôi dám làm cấm chị dạ không cấm không vợ tôi không bao giờ cấm hết á dạ tại tôi không dám thôi dạ. Tôi tự nguyện mà dạ. Ok thôi thì xin lỗi nha anh làm tôi hoảng man. Tôi mà nghe ai nói chuyện đó tôi sợ lắm nói chúng tim đen anh xin lỗi nha chị có nói trúng người ta mới chối dữ chối bay bãi luôn á gọi là bắt tận tay cũng phải chối à không có bao giờ thì bắt tận tay cũng phải chối đúng rồi đó là lời khuyên của ông sếp quân đội của tôi khi tôi còn phục vụ quân đội đó ông nói rằng là người ta đây là ám chỉ người nhà mình đó bao giờ cũng muốn cũng dù bắt quả tang cũng chối bởi vì người ta muốn như vậy anh đã mày biết nhớ nha bao giờ cũng phải chối hết đúng rồi dạ chứ mà sự thật bởi vậy chú cơ nói chứ là biết làm gì đúng không dạ cứ mắt nhắm mắt mở đi chứ biết làm gì rồi đau lòng thôi đúng rồi biết nhiều quá cũng biết nhiều tốt. Quá đau lòng thôi để đúng biết rồi để làm dạ, gì biết để làm gì đúng rồi cứ vui vẻ đi chứ mắc mớ làm chi đúng không dạ. Đừng có tìm tòi đừng có tò mò dạ. Tọc mạch làm gì thêm buồn được ít gì đâu đôi khi cái không biết nó là cho mình hạnh phúc đúng rồi đó. Biết nhiều quá không nên thì thôi cứ vậy đi chuyện gì đáng biết thì biết còn không dạ. Đáng biết thì thôi mù phổ xe đường thôi thì thôi nhé có ngần đấy thôi có một cái cô kêu quen với Tường Minh cô nói chứ tôi không có muốn biết cái gì hết á đừng có kể cho tôi nghe đừng bao giờ kể cho tôi nghe tôi không muốn biết dạ muốn đúng. Biết làm gì để cho người này người kia đừng kể gì cho tôi nghe hết ghê trời vậy? Ơi cái người này cái bộ hơi hiếm à tại vì mấy cô mấy bà thì lại thích nghe thích hỏi đoan ren tò mò tộc mạch đi lấy cái gì cái đó là con chưa không nói vâng, tò mò tộc mạch là không có nói vân tay rồi này kia tối ngủ là lấy cái tay của ổng ịnh vô trong cái phone để mở ra để đọc coi cái này cái kia là câu này câu kia là mình đau lòng thì làm gì nhau nhắm bỏ được thì thôi bỏ còn nhắm bỏ không được thôi đừng đọc ông anh cơ nói tới cái vụ này con chưa phải khen cái hãng Apple nha cái điện thoại iPhone đó bây giờ mà dùng cái gương mặt để mà scan để mà mở máy đó nó hay một cái là cái cặp mắt nhắm lại nó không có hoạt động nó không có scan được anh ngủ là không chơi vân tay còn có thể ngủ còn dễ vô được đúng không tôi ngủ tôi vẫn sợ man vậy mà anh ở về làm tôi ngủ ngon á cảm ơn anh về anh thử đi anh nhắm mắt lại anh trà không bao giờ nó mở cái phone ok dạ vậy đó hả chỉ có những người ngủ mở mắt thì mới bị thôi cái đó là cái chi tiết đó rất là hay nha làm cho tôi lâu nay tôi lo lắng tôi ngủ không được á đó vậy mà nó không muốn ý là anh chưa có thử rồi đó mình phải thử với mấy cái feature mới mình phải thử nghiên cứu người ta làm sao thì vô tình phát giác được cái điều đó cũng hay thôi thì thôi kệ nó đi vậy cũng hay ha Apple cũng tính rồi cũng tính cho các ông nhiều lắm chúng tôi ế chết ai dám mua nhưng mà bây giờ thấy rằng Apple nó làm cho mình sợ chứ cái đời sống nó thay đổi ghê ví dụ như ngày nào mình đi làm cái buổi sáng trước khi mình đi làm khi mình thấy ủa sao cái phone này nó bật lên nhẹ hoặc sao vậy đi làm hôm nay 7 phút đó nghe tức là nó biết là thời có việc mình cứ làm vậy ngày nào cũng làm vậy giống như là chủ nhật mình đi nhà thờ thì nó chủ sáu nhật bảo hôm nay nhà thờ đường từ đây đến nhà thờ nó chừng 1 phút thôi đúng leo lên xe cái là nó biết liền mình... nó biết là ngày đó mình phải đi nhà thờ cái đường nào mình đi cái giờ nào mình đi thì nó có nhớ rồi giờ nó thì cũng hay kinh thiệt cũng nói rằng cái đó là phải nói giống như mấy cái người mà họ hay sờ bị theo dõi đó họ nói nếu về thì chắc họ không giảm vậy này không, giống như là cái người gì ông gì mà chết rồi mà khủng bố mà chết rồi đó tay khủng bố xếp xong nhưng mà bị Mỹ bắn chết đó Osama bin Laden là chỉ xài thứ tay thôi tức là người đưa thư thứ tay thôi người ta không có bao giờ giảm xài cái khoa học bây giờ hiện tại vì bây giờ bị theo dõi ông xài thứ tay thôi nhưng mà một hôm cái thằng thứ tay đó một hôm cái thằng đệ tử của ông đó, nó khai tên thằng đưa thư
Thế từ Mỹ nó mới nhìn cái tên thằng đứa thư đó, nó mới tìm ra là thằng này nó có bà con ở bên bên khắp mọi nơi. Thế nó mới theo dõi bà con khắp mọi nơi. Một bữa ông này ông cầm ra điện thoại, ông gọi cho vợ con gì ở nhà. Cái nó nghe lẹ, cái nó biết cha này ở bên, ở ngay chỗ ở Pakistan. Qua thịt, Osama Bin Laden liền. Thành ra cách nào nó cũng biết, Mỹ nó có cách hết, nó có thể nào mà trốn được. Lâu hay mau thôi. Dạ, lâu hay mau thôi, dạ. Cái kim trong bọc nó sẽ lòi ra. Nhiều khi lâu quá tới 9 tháng bên kia nó có bầu chịu. Thì đó, nhớ nha, cho dù là nhắm mắt lại mở phone không được, vân vân và vân vân, nhiều thứ để mà phòng bị lắm. Quan trọng là lâu hay mau thôi, kim trong bọc nó sẽ lòi ra đó. Ngủ nhắm mắt hay mở mắt thì cũng chết rồi, nó chết rồi. Lâu hay mau thôi. Thôi trở lại chuyện phím thì cho quý vị vui trên đường lái xe. Bây giờ trở lại với cái chuyện này, tụi mình thấy là tại vì trong cái kỳ rồi nói chuyện trong cái chương trình An toàn cuộc sống với cảnh sát viên Đinh Quang Dũng đó, thì ảnh có đưa ra là ở Mỹ vẫn có thể có quyền đánh con đó nha. Và đánh để mà giáo dục thì vẫn có quyền đánh, chứ không phải là đụng vô nó một cái là đụng cảnh sát. Thật, cảnh sát nói mà vẫn có quyền đánh để mà dạy dỗ. Chứ không phải là đánh mà bill là khác. Bây giờ tức giận cái chuyện gì đó lên đánh là khác. Thì Tường Minh mới nhớ lại á, không biết hồi nhỏ chú Cơ với anh Trương có bị đòn không? Ôi trời ơi, không có. chú Cơ có thể lâu quá rồi có thể không nhớ, nhưng mà con Trương thì vẫn nhớ như in. Bị đòn thường thường tội gì? Tơi tả đi chơi, ham chơi. Anh nói về không phải, tôi thì không có bị đòn, nhưng mà tôi ra đòn. Tức là em tôi hồi đó tôi còn nhớ, tới bây giờ tôi vẫn nhớ đó. Em tôi mà nó không nghe lời tôi đó, hay là nó làm những chuyện gì mà trong nhà ba tôi giận đó, là tôi kêu nó ra nằm giường, rút roi nó đánh thiệt đó chứ. Đánh bằng roi đó. Đúng đó, nằm ở trong giường. Đưa cái mông lên. Đó, rồi, thời đó là tôi cũng là lớn vậy mà tôi cũng còn nhiều khi cũng còn... Bây giờ mới thấy sợ chứ còn hồi đó là cũng ra oai như vậy. Chứ có một cái tức nữa là Tường Minh nè. Thay vì mình có tội thì mình bị đòn đã đành đi. Có nhiều khi bị đánh đòn lây nữa. Yêu trong nhà 4-5 đứa và một đứa làm tội phá à? Hay làm tội thôi, bắt cuốn xuống hết, đập đúng hết rồi. Luôn. Đúng rồi. Yeah, tại vì cấu kết hay là gì đó, che giấu gì đó là bà già bắt hết phạm, luôn. Tội đồng phạm. Yeah. Mới thế mới đâu. Là cũng nằm bên giường đánh. Nằm hết một đám, 4-5 đứa nằm sắp lớp, cuốn hết. Nhưng mà chị biết không, nếu chị dạy con bằng đòi roi vọt chẳng hạn, nhưng mà lỡ đó cái cảnh sát tới không phải là cái anh đó thì thôi to. Dạ, thì nhớ lại hồi xưa thôi. Thì quý vị như thế nào, chắc chắn thì nếu như mà Tường Minh không có chủ quan lắm thì hầu như là cái thế hệ của chúng ta hồi nhỏ ai cũng bị đòn hết đa số ai cũng có bị đòn hết đó. Tường Minh là nhát đòn nhất luôn, nhưng mà cũng bị cúi xuống nhịp thôi. Chỉ cần mà nhịp cái roi thôi, chưa đánh nằm úp xuống là thấy là quýu rồi. Rồi xong rồi mẹ cầm cái roi cứ hai tội đó. Tôi nhớ là rơi mây đó phải không? Dạ, cầm cái rơi mây, có cái cây rơi mây, xong rồi cứ nhẹ nhẹ thôi, không có đánh. Cứ khó nhịp mà không biết lúc nào đánh, sợ muốn chết luôn. Cứ một cái giá bằng ba cái đánh mà. Lúc đó là nước mắt ràn rụa rồi. Trời ơi, khóc như cha chết. Hồi xưa nó có cái chuyện hay lắm nha. Tức là cha mẹ đánh con vậy đó. Rồi về sau khi nào đánh nó cũng khóc hết. Về sau khi nào đánh nó cũng không khóc, mà có một lần sau ông đánh nó khóc. Cái hỏi tại sao con khóc vậy, mời lần trước ta đánh mày cũng khóc, bây giờ mày khóc là bây giờ ba đánh nhẹ còn con thấy ba già rồi chết mồ buồn khóc nó. Cái chuyện ngày xưa, cái chuyện hiểu nghĩa người ta diệt tạ như vậy đó, ghê không. Bây giờ mình nhớ lại rồi mình thấy sợ. Ngày xưa là ba đánh con không khóc tại vì con không sợ, nhưng bây giờ con thấy ba đánh mà cái con không có đau như ngày xưa nữa, con biết là ba già. Con khóc. Cứ xong rồi hai tội xong rồi cứ nói là cái gì chưa lần sau mà nếu mà phạm tội này nữa là tăng lên ba roi, bây giờ là một roi, lần sau là ba roi. Mà hình như là bị đòn như vậy thì không biết, người ta nói là dạy con mà bằng roi bằng hồi xưa cái câu khác ha, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Còn bây giờ thì mình lên mạng này cái nọ thứ, người ta nói là dạy con mà đánh đòn như vậy này cái nọ là có những cái hậu quả khôn lường về đủ thứ trơn. Nhưng mà hồi xưa thì có không, khi mà quý vị bị cha mẹ đánh đòn như vậy rồi có oán hận, có uất ức, có đủ thứ hay không, hay là cái chuyện mà mình hư thì mình bị phạt một roi, hai roi, vài roi là cái chuyện bình thường, không có quá sức trầm trọng gọi là
như bây giờ người ta có làm quá lên không? Hồi nhỏ đó, khi bị đánh đòn thì không biết người khác làm sao, nhưng quay trường không? Vẫn oán. Vẫn ghét, ghét mẹ luôn á. Lúc bị đánh đó. Nhưng mà sau này lớn lên rồi, khi mình có chút hiểu biết rồi thì mình Quang Chương nghĩ rằng là một phần nào đó, không biết là cái thế hệ trước năm 75 thì như thế nào, nhưng mà sau năm 75 khi mà mình chứng kiến cái cảnh mà khổ sở của từng gia đình đó, thì mình hiểu rằng là tại vì lúc đó người mẹ họ rất là stress. Một tay phải nuôi 5-6 đứa con, rồi phải nuôi chồng trong tù, kinh tế khó khăn, thành ra là họ lúc nào cũng bị căng thẳng về đời sống. Thành ra cái đứa con đó, nó làm cái gì mà nó nghịch lại đó, họ cảm thấy họ rất là bực mình và stressful, thành ra là họ dễ đánh con, cũng vì một phần về cái lý do đó. Có chưa nghĩ đoán là như vậy. Lo toàn đủ thứ chuyện hết, mà cái đứa này nó không nghe, nó cứ đi chơi hoài. Thành ra là thay vì bình tĩnh dạy con một cách nhỏ nhẹ thì lúc đó nổi quáu lên. Nhưng mà tôi muốn hỏi là bây giờ mình ở đây, mình ở bên Mỹ rồi, mình không có dạy con một chỗ đó nữa. Nhưng mà biết ở Việt Nam bây giờ còn không? Mày Việt Nam còn còn đánh không, đánh đòn không? Chắc cũng có, chắc cũng có đánh. Không nhiều đâu. Cái chuyện mà đánh mà abuse mà hành hạ đánh không đập á, là không nói, kể không dạy con đó là ngoài lệ rồi, dạy con thôi. Đánh dây nịch hay là đá đấm này kia nọ là cái đó là cái đó là quá sức rồi. Quá sức rồi mình không kể, nhưng mà cách mà dạy mà kiểu như là đánh rồi mây đó, cho ăn bánh tét như mây đó. Thì bây giờ còn hay không, và khi đó hồi xưa đó mình muốn hỏi là khi hồi xưa mà mình bị đánh đòn như vậy đó, mình có ấm ức oán giận hay là mình có bị ảnh hưởng tâm lý không? Bây giờ mình lớn lên mình nhìn lại là khi đó mình có bị ảnh hưởng vì những cái điều đó không? Mình có mong muốn là theo như kiểu như bây giờ nè, dạy thì nhỏ nhẹ rồi ngồi giải thích, mình tưởng tượng bây giờ mà đánh con mình roi chắc nó oán mình chết luôn. Tại vì con Trương vẫn nhớ sau mỗi cái trận đòn đó thì thấy mẹ của mình ngồi khóc và than. Trời ơi sao tôi khổ quá vậy, đời sao mà đời sao nó khổ dữ vậy mà con cái thì nó không nghe. Từ đó mình mới suy đoán ra là như vậy. Tức là cái xã hội, cái đời sống nó tạo ra con người lúc đó cảm thấy rất là quẫn trí, rất là mệt mỏi, căng thẳng. Rồi gặp con cái nói không nghe, nó thành ra là dễ nói về đòn roi một lát nữa chúng tôi sẽ mở đường dây để cho quý vị gọi vào nha. Hồi nhỏ khi mà quý vị còn sống với cha mẹ đó, có bị đòn hay không? Rồi khi mà mình bị đòn như vậy đó, cái lúc đó mình cảm giác như thế nào? Chắc chắn là có nhiều người sau này thì lớn lên rồi, như anh Chương nói là mới hiểu, mới thương cha mẹ là tại vì giáo dục thôi. Nhưng mà lúc đó thì cảm giác như thế nào? Mời quý vị gọi vào 713-931-1560. Mời một thính giả trên đường dây ạ. 9690. Hello. Dạ, hello, em hả? Dạ, đúng rồi. Dạ, ok, em xin chào, chúc chào anh Quang Chương và chào chị Tường Minh. Anyway, cái này kinh nghiệm ở nơi bản thân em. Nói chung là nói đến cha mẹ mà đánh con cái á, chắc em là một người chắc chị Tường Minh không ăn đòn nhiều bằng em đâu. Em phá lắm. nhưng mà tự nhiên đến bây giờ với cái tuổi như em với như chị á, mà nghĩ đến cha mẹ mà đánh mình thì tại vì là mình có những cái lỗi phạm, mà mình những cái lỗi phạm đó thật là rất là ngu dốt. Để mình bị đánh là tại vì mình, chứ cha mẹ mình đâu muốn đánh mình đâu. Nhưng mà đến ngày hôm nay nhìn lại với cái tuổi của em và nhìn lại các con cháu á, thì em cảm thấy là cha mẹ nên đánh mình nhiều hơn nữa để cho mình khôn ra. Chứ mà đến bây giờ mình ước gì mình trở lại cái thời đó để mình ngoan hơn. Tại vì tới bây giờ thì mình nhìn thấy, tới bây giờ mình nhìn thấy mình sao, mình tự nhiên mình sợ cho những đứa con, đứa cháu của mình. Cái nghĩ tới ngày xưa ba mẹ mình đánh mình, nhưng mà tại vì mình phá phách, mình làm ngoài ý muốn, thì cha mẹ rất đau lòng. Mình đâu hiểu điều đó. Cho nên khi mà cha mẹ cầm lên một cái roi mà đánh mình, đến bây giờ thì giống như chú Cơ nói là sao bây giờ đánh nhẹ quá, là cha mẹ mình đã không còn hay là già quá. Cho nên thấy buồn á. Và hôm nay cái đề tài này thì thấy rất là cảm động. Không, chị nói rất là đúng. Ba em rất là nóng tánh. Ba em rất là nóng tánh. Nhưng mà mỗi lần mà muốn đánh con á, không bao giờ tự đi lấy cái roi. Nói, ok, hôm nay con hư như vậy, mày đi chặt cái roi về. Thì mình tìm cái roi, mình phải đi tự, mình đi lấy cái roi để bố mình đánh mình. Nhưng mà khi mà đi ra tìm cái roi, mình đâu tìm cái roi thẳng thắn đâu. Mình tìm cái roi mà nó không queo để bố đánh không được. Đó là nhớ là những kỷ niệm đó.
mà toàn là đi gắn, giống người ta nói là cầm đèn chạy trước ô tô đó. Hay chỉ ta đây ta lớn rồi chạy đi trước, rồi phá tắt để cho người ta tới nhà mét. Đại khái giống như hai chị em đi lễ, rồi xúi thằng em vô hái trái xoài, thằng em trèo lên cây ở ngoài đây rơi xuống thì chị cho nó chạy mất tiêu. Rồi về thì thằng đó nó nói có chị xúi con, chị Phượng, em nói chị xúi con lên hái mà. Rồi về bị đánh, thằng bé bị đánh oan. Đó là những cái mình ngu dốt ngày xưa. Rồi đến bây giờ thì tự dưng nhìn thấy thằng em nhớ lại cái buổi đánh đó thấy buồn á. Cái tội nghiệp thằng em, tại sao mình lại khờ như vậy. Mà mặc dù là nay em cũng đã hơn 50 tuổi rồi đó, nhưng mà nghĩ lại cái ngày đó thấy tự dưng mình mỗi ngày mình nghĩ ra mình thấy buồn, mà ước gì mình đừng làm những chuyện đó để cho ba mẹ đỡ buồn. Nhưng mà cho tới 50 tuổi mình vẫn sai như thường. Có những cái mình vẫn sai như thường để cho mẹ phải nói. Cho nên mỗi ngày thấy mình, cho dù mình hoàn thiện cỡ nào thì mình vẫn cần cha mẹ mình răn đe mình, nhìn lại cha mẹ mình, nhìn các cháu các con của mình ngày hôm nay rất là lo lắng và rất là buồn, thì mình mới cảm nhận được đó, là bố mẹ của mình đó, ngày xưa rất buồn nhiều lắm luôn á. Dạ. Nhưng mà hồi lúc đó em muốn biết là cái cảm giác lúc đó mà bị đòn như vậy đó là mình có hận không? Nói chung là lúc đó thì bị đòn thì không có hận, thật lòng thì em không hận, nhưng mà chỉ nghĩ là tại sao bố mẹ mình lại đánh mình rồi như vậy, rồi thôi rồi bỏ qua. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì em lại không thấy cái đó là điều hận ba mẹ, mà em phải phải đúng. Nhiều bây giờ mình lớn rồi mình hiểu, nhưng mà cái cảm giác lúc đó đó, bởi vì con nít bây giờ đó mà đụng tới nó là cái là phản ứng của rồi. Nó ghê gớm lắm, chứ phải giống như mình hồi xưa. Thật lòng thì cho tới giờ phút này thì em cũng không nhớ là em có giận hay không, thật lòng như vậy là em có giận hay không, nhưng mà những cái mà em làm thì đáng được đánh đòn, mà trốn học đi chơi rồi này kia đáng được đánh đòn. Nhưng mà đến như bây giờ đó thì em thấy mấy đứa con nít bên đây á, mà chị dùng roi vọt không có hiệu nghiệm đâu. Đúng rồi. Không có hiệu nghiệm. Mình chỉ nói mình với nó thôi. Dù là một đứa bé mới có 4 tuổi, 3 tuổi hay là 5 tuổi. Em có kinh nghiệm là em có một đứa cháu rất là thân. Tại em không có con. Em có một đứa cháu rất là thân. Mà nó gọi em là ma mà. Mà mình nói chuyện với nó đó. Mà nó hỏi lại những câu rất là... Mình giật mình khi mình nói, ủa mày con. Xong mà nó mới có 5 tuổi mà nó hỏi những câu rất là làm cho mình thực tỉnh lại những cái gì, cho nên mình không thể nói giống như ngày xưa cha mẹ mình cái bàn rơi xuống cái bàn mình lại đánh cái, nó cột đầu mình đánh cái bàn để cho nó khỏi đau, nhưng mà không phải như vậy, cái bàn nó đã ở đó rồi thì không thể nào mà con đi vô đó con cột được, là tại lỗi của con thì mình phải nói như vậy thì nó mới hiểu được, từ nay nó sẽ không đụng vô cái bàn đó. Cho nên em thấy con nít ở bên đây với con nít của thời xưa mình á, nó khác nhau xa lắm luôn. Nhưng mà em không hiểu là chắc có thể em đi hơi lạc đề, em xin lỗi, nhưng mà em không có nhớ là em có hận cha mẹ em hay không. Nhưng ngày hôm nay thì chắc chắn là tụi nó sẽ hận mình, bởi vì bên đây nó không có giống như của cái ngày xưa chị em mình đâu. Em nghĩ vậy đó. Thì đó cái vấn đề là như vậy đó. Ngày hôm nay thì nó khác lắm, mình muốn tìm hiểu coi hồi xưa thì con người cũng là con người phải không, cũng là tâm lý như vậy, cũng là tình cảm như vậy. Hồi xưa mình gọi là thương cho roi cho vọt, mình bị cha mẹ mình đánh đòn, mình có vấn đề. Khóc rồi xong rồi nó hết đau rồi thôi à, không có vấn đề. Rồi vẫn chức nào tật đó. Mời một thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Dạ thưa chào Cà Phê Sáng. Dạ chào chị Nguyên. Dạ chào Nguyên. Dạ thưa cảm ơn. Cái này là tôi có những cái kinh nghiệm của con và cháu. Quang Trương nói rất là đúng. Khi năm 75 tôi nuôi 4 đứa cháu, ba nó thì không có ở gần nó từ năm 72, tức là phải đi ra Hương Điền đóng ngoài đó hoài. Một năm về dài lần rồi, mẹ cháu thì có chồng quá sớm cho nên vẫn còn. Rồi tới năm 75 thì một vụ hoảng loạn thì bà cũng không có, mà như tôi là rất là lo cho cháu. Thì khi mà mình làm chị của mình bị stress quá đi, thành ra mình dạy nó khắt khe. Bây giờ mai phước là nó lớn lên, nó ngồi lại nó nói chuyện, nó tâm sự, nó nói về dì ba thì mình mới thấy rằng mình có quá nhiều lỗi ở trong đó. Mà lúc đó mình muốn nó phải hiểu mình, tại vì sống trong cái hoàn cảnh như vậy, nhưng mà làm sao nó hiểu mình được, không có cách gì nó hiểu được hết. Và cái đó là chính là cái kinh nghiệm bản thân của tôi. Rồi nhưng mà khi tôi qua đây, tôi có hai đứa con sinh ra trên đất này, thì tôi có một cái kinh nghiệm rất là lý thú.
là tôi vẫn rất là lo, lúc nào cũng lo hết á, cái tật mà. Thì đứa con trai lớn của tôi nó tới lúc 4, mỗi một lần nó đi học về đó là cái gì mà mỗi tuần nó đem cái bài tập của nó về, tôi phải check hết. Tôi check mà khi nào cái bài tập nào mà nó hơi thấp điểm là tôi bắt đầu tôi dạy nó, đem lấy bút về dạy nó. Thì dạy nó thì nó đương nhiên nó lên, thì nó điểm nó có xuống được từ lớp 1 cho tới lớp 4. Thì một bữa hôm đó tôi lơ là tôi không thấy nó có cái bài nào mà điểm dở hết trơn á. Nhưng mà khi mà nó đem cái stick quyết về, nó khờ, nó đâu có biết. Điểm mỗi tuần được tốt thì tôi đâu có dạy nó, tới đem cái stick quyết về tôi giật mình. Tôi suy nghĩ và tôi nói tại sao kỳ vậy ta. Thì tôi nghĩ ra tôi mua cho nó cái stable thì nó âm trang, là nó lấy những cái điểm xấu của nó xuống. Thành ra mình check mình không biết, mình không dạy nó, chỉ là cái điểm nó tuột luôn. Vậy là tôi điên lên vì cái lỗi là con dán qua mặt má. Thế là tôi đánh, mà mình phải biết mình đàn bà, khi mà mình đã đánh nó tức là mình nghĩ mình không hét lên mình đánh con mình chết á, mình giận quá rồi mình hét lên nhiều hơn là mình đánh. Thế là ông xã tôi, ông chạy vô, nói làm gì âm ỉ vậy? Ông lại la tôi. Cái tôi tức quá tôi la lại, ông chưa hỏi mà ông la tôi. Tôi tức quá tôi la lại, thì thằng con tôi nó đứng giữa ba với má. Nó lại má đừng nói, cái hình ảnh nó tôi nhớ hoài cho tới bây giờ. Nó sợ ba nó làm gì tôi biết không, mà nó đứng giữa hai người nó lại vậy đó. Mà cái chuyện đáng nói nữa là khi mà nó lên đại học á, nó cầm hết tất cả những cái report card mà tôi còn giữ tôi cho từng đứa, nó cầm lên nó lại hỏi tôi gì má. Má rất là chú ý tới chuyện học của con, mà tại sao lớp 4 con học dở mà má không có đánh con vậy? Tức là mình đánh nó, mình đánh đúng đó, nó không bao giờ nhớ. Khi mà mình đánh một đứa con và mình đánh đúng nó đàng hoàng, nó không nhớ, nó còn quay lại nó hỏi mình sao con học dở vậy mà má con không nhớ má đánh con không. Trời, đó là cái trận má đánh con lớn nhất á, má đánh mà tới bây giờ má còn ân hận đó con. Mà mấy đứa cháu tôi nó cũng nhắc là những cái gì mà mình nói nó sai đó nó nhớ, còn những cái gì mình nói nó đúng nó quên. Những đứa, cái này là cái kinh nghiệm bản thân của tôi, mà tôi hy vọng những người cha mẹ Việt Nam phải hiểu cái này. Riêng tôi đó thì tôi hồi nhỏ tôi bị ăn đòn lây. Tôi bị ăn đòn lây là cái chuyện thường, tại vì tôi có bà chị bảo wow lắm. Mà tôi đi nội trú là tại vì tôi phải đi nội trú với bà mà cái này nó kêu bằng cỡ nào bà cũng có thể là có bạn hết á, mà tôi thì sợ. Thành ra tôi cứ hăm he bà hoài, thì bà giấu tôi hết. Nhưng mà bà bị phát giác là bởi đứa em của tôi đó, thì tôi sẽ bị ăn đòn chung với bà, là tại vì tôi là người giấu. Nhưng mà sự thật tôi không biết, tôi cứ hăm bà hoài, tôi sợ quá tôi hăm bà hoài, thì bà giấu hết trơn mà đâu có biết gì đâu. Mà bà bị phát giác là cái người ăn đòn là bà, cái người kế là tôi, tại vì tôi mang cái lỗi đó. Nên thành ra mỗi cái kinh nghiệm của chính bản thân mình và những đứa trẻ, mình đánh nó, mình cố gắng mình nhìn cái tâm lý nó như thế nào. Tôi mừng là con tôi nó không nhớ chuyện đó, nhưng mà tôi rất là cảm ơn đó. Tôi nhớ cái hình ảnh nó sợ ba nó làm gì tôi, nó quay qua nó, ba con lại, ba đừng, má thôi, má nín đi, má đừng nói. Cái hình ảnh nó không ai nào quên được trong đời tôi hết. Cảm ơn cái gì đã cho tôi phát biểu như cái này ha. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cái cô đưa ra cũng đúng ha. Nếu mà đánh mà đúng thì không nhớ thiệt. Ha? Đánh mà tại vì mình hư quá, đánh thì hư thì mình phải trả giá thôi. Không, thực ra đánh thì đúng rồi, nhưng mà đôi khi có những cái lời nói thôi nó cũng rất là nguy hiểm. Mình la con la cái đó, đôi khi cũng để ý cái lời la của mình. Có những cái từ mà nó nghe vô, nó thấm trong đầu, nó sẽ có những hành động ảnh hưởng tâm lý không thể nào tưởng tượng được. Cho nên là rất là nguy hiểm. Chỉ cần một lời nói nhỏ thôi, mình nghĩ là nó bình thường, nhưng mà đối với đứa nhỏ trong cái thời đại tiên tiến thế này, nó dễ thấm lắm. Đôi khi nó đôi khi nó sẽ làm những cái việc dại dột mà mình không nhất là cái mấy đứa mà nó sensitive quá đó. Có những cái từ mà thấy là nó rất là mình, nó rất là hurt cái feeling của nó, là bây giờ là hỏi sao tổn thương, đúng không? Đúng rồi. Tổn thương cho ví dụ như là mày là cái thằng ăn hại, ví dụ như vậy. Thì nó về nó nghĩ, nó nói trời, không ngờ mình là cái con người mà trong nhà không giúp mà còn ăn hại nữa. Đôi khi nó nghĩ xa như vậy, thành nó cảm thấy nó bị tổn thương quá nặng, nó tự xét cái bản thân của nó,
nên nó làm những cái việc mình không ngờ được đâu. Cái chữ mà gọi là vô tích sự đó, hồi xưa mà mình mà bị nói là cái đồ vô tích sự là nặng lắm ha. Thì đôi khi chỉ là cái lời đầu môi thôi, tức lên nói đại câu thôi chứ không có ý gì. Không phải mà là nghĩ mình ý rằng là mình nói cái thằng con của mình nó vô tích sự thật. Chỉ có tức lên để nói mày vô tích sự mà không có giúp được gì. Mà đó. Nhưng mà cái đứa bé bây giờ đó, đứa bé không bây giờ này, nó sẽ suy nghĩ rất là kỹ rồi. Và nó sẽ thấm cái câu đó. Dạ, bây giờ nói chuyện với con lựa lời muốn chết luôn. Đôi lúc là mình nói chuyện với con mà nhiều khi mình không có để ý đó. Hay là những đứa nhỏ đó ở bên Mỹ này đôi khi nó vô tình lắm. Nó không để ý tới mình. Thành ra nhiều khi mình la nó thì đúng, nhưng mà đều mình phải nói cho nó nhẹ nhàng chút xíu. Chứ nhiều khi nó phạm những cái lỗi mà mình hay thấy, nhưng mà thực sự ra là nó vô tình lắm. Tại vì Mỹ mà nó có bao giờ nó để ý những nhưng mà nói nặng đâu. Nó coi có bức thư lại đọc liền á. tâm thư đó chứ mà đùa đâu. Không, tôi thấy là không cần tâm thư gì hết. Nó mà làm sai nó kêu ra ngồi nói chuyện đàng hoàng là nó sợ lắm. Ngồi kêu ra ngồi đối mặt nói chuyện nó sợ liền. Còn không mà mình làm gì nó cũng sợ đó. Kêu ra ngồi đối mặt nói chuyện đàng hoàng rót nước mời nó nữa là nó nghe là nó thấy rồi nó ngán liền. rót nước mời đàng hoàng rồi đó. Bây giờ tao nói chuyện này hồi xưa đi học là bị ông thầy hiệu trưởng lên mời uống trà đó. Mời tính giả trên đường dây ạ. Hello. Dạ mời chị. Dạ thưa tôi có một cái câu chuyện từ hồi bé, nó rất là vui, bị đòn nhưng mà rất là vui. Tôi có một bà chị kế nha, hai chị em kế nhau cho nên là cũng hay quẹt qua quẹt lại vậy đó. Cứ hay gây rồi quẹt mà lúc đó nhiêu có 5 tuổi 6 tuổi vậy đó thôi, thì nó buồn cười cứ bị la thôi chứ cũng có bị đòn, nhưng mà mấy cái bị đòn đó thì là mình không có cái gì mà quan trọng hết, nhưng mà cũng bị đòn. Thì mỗi buổi sáng á, thì cái chị người làm á chỉ hay cho tôi với cái bà chị kế tên tôi nha, thì hai đứa hai cái bô. Hồi xưa hai cái bô cũng đẹp lắm, nó bằng sành hay là bằng cái gì đó nó nặng nặng. Hai cái bô thì đặt hai chị em mỗi đứa mà để xa lắm, cứ quẹt qua quẹt lại đủ đổ cái bô ra. Cái để hai đứa hai cái bô rồi. Tôi cũng còn nhớ cái bô của tôi á là màu cam, bà chị là màu xanh. Mà tôi cứ lâu lâu là tôi đòi cho được cái bô của bà, mà bà không cho là không cho. Rồi là cứ chạy qua chạy lại, cứ quẹt tới quẹt luôn. Cái bữa đó đúng thiệt, đổ cha cái bô nó ra đất luôn. Nào phân nước tiểu luôn, tàn lan luôn. Trời ơi, hành cái bà người làm. Cái xong cái mét. Ông già tôi ông rất nghiêm khắc, ông người Bắc đó, ông rất là nghiêm khắc. Mà bị hoài vậy đó. Cái bữa đó, ông nói, rồi hai đứa leo lên giường nằm. Ba đi lấy cái roi. Thì ông đi lấy cái roi, tôi với bà chị tôi đó là phải leo lên giường nằm đưa hai cái mông lên. Thì tôi đã bị đòn mấy lần rồi. Kinh nghiệm ha. Cái như thế sao không? Ông già tôi thì đi kiếm cái roi mây đó, anh biết không? Cái mà người ta hay trong bụi đó. Trong già. Thế rồi cái tôi mới chạy vô, tôi mới đi lấy cái bà chị tôi ngày xưa đó mặc áo đầm xòe đó, là phải có cái zip, tôi không biết tiếng Việt gọi là cái gì, mà mình gọi là cái zip phone, là tất nhiên là bằng lưới đó, để mình mặc áo đầm vô cái mấy bà phải mặc cái zip phone đó để cho cái áo đầm nó xòe tự nhiên ra, đúng không? Cái tôi mới giữ cái zip phone đó, tôi mặc vô cái tôi leo giường. Bà chị tôi đó thì bà không có mang mảnh cho tôi, tôi đi vô lấy cái zip phone tôi mặc vô nằm. Ông già tôi đi ra lấy cái roi, trời ơi con làm cái gì vậy? Bị đòn mà con đi lấy cái chiếc phone mặc vô hả? Nó bao ơi, bà đánh nó đau quá đi, tôi nghĩ là con phải mặc cái chiếc phone đi cho nó có lỡ. Vậy là ông bắt đợi ra là ông quất còn nhiều hơn là bà chị tôi. Thấy gì bà chị tôi là 10 roi. Tôi là phải thêm hai roi nữa là 12, mà bà nhớ đời luôn đó. Bà mỗi lần hai chị em bị đòn xong á, rồi là bật cái mông ra. Bà có mấy lần bà hồi xưa vậy đó, nhỏ vậy mà cái bà với tôi bà mấy lần rồi mong ra được đưa ra là bà người làm là phải lấy dầu xoa cho hai đứa, mà tôi nhớ hoài cái đó. Còn mấy cái lần trước là không nhớ, tại nó nói được cái này tôi đi lấy cái chiếc con tôi mặc vô, trời đất chưa lót màu cao là hên lắm. Chủ đề của ngày hôm nay trong chương trình Cà Phê Sáng là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi của ngày xưa. Bây giờ có lẽ như câu đó nó không còn phù hợp nữa. Tụi mình muốn tìm hiểu rằng ngày xưa khi mà mình bị roi vọt
thì cái cảm giác của mình như thế nào? Thấy mọi người kể lại bị đòn có vẻ vui quá, bị đòn xong bị lằn ở trên mông còn ngồi đếm nữa, thì là đâu có gì đâu mà gọi là giận, phải không? Còn bây giờ la đó một cái đó, nãy anh cười cũng thấm thía lắm đó, là nhận được tâm thư, còn vẽ hình trái tim vỡ ra làm đôi nữa kìa, sợ chết đi được. Nói chị tới đánh, đúng không? Ông nói chứ, anh em mà hay bị đòn cùng đó, cho 30 giây để kể câu chuyện cũng vui lắm. Và chắc là ai cũng thường gặp lắm. Đó là cái giường ngủ, hai chị em ngủ với nhau thôi, con chưa với bà chị. Mà chỉ có cái việc mà ai nằm gần cửa sổ, ai nằm ngoài thôi. Mà cứ dành nhau mỗi đêm. Mà cứ dành nhau đó là bà già phải tóc một lần, bà quýnh cả hai đứa luôn. Tại vì nằm ngay cửa sổ sợ ma. Không ai muốn nằm ngay cửa sổ. Mà không biết lúc đó tại sao không giải quyết bằng cách là dời đi chỗ khác hay sao không biết. Mà cứ để hai chị em cứ cắn đắng tối ngày về cái vụ mà nằm sát cửa sổ. Cứ nhảy vô cái là nằm ra ngoài. Cái xì chạy vô, chị đạp vô, lớn vô, rồi đạp ra cái gôi lại. Đại khái là như vậy. Thành ra là bị đòn hết cả hai đứa luôn. Bị đòn hết mà lại lại không có giận, không có biết tâm thư. Em là hồi nhỏ em đã biết tâm thư rồi, chắc lẽ con gái nó khác á. Hồi đó mà em mà bị đòn đó, may phước á, là em rất là ít bị đòn. Bởi vì có ông anh lớn hơn 4 tuổi, bất cứ khi nào mà bắt hai đứa cúi lên đó là ổng đỡ đòn cho mình hết. Ổng cứ nhận là tại con suối em, tại con không, mà cái ông anh tính ổng vậy đó, thành thử ra là ổng bị hứng hết. Tại con thì con bị đòn thôi, thành ra em sẽ thoát. Nhưng mà có lần thì cũng bị luôn hai anh em, thì buồn quá, giận với viết là ghi ở trên vách đó, Tường Minh là con ghẻ, Tường Minh là con ghẻ, biết đầy vách đó. Con ghẻ. Ý nói mình là con ghẻ đó hả? Con ghẻ bị đòn là con ghẻ mà biết đầy vách luôn. Bà già bà về bà mực, mất hồn mất vía. Nó viết như là đầy vách tường hết, Tường Minh là con ghẻ. Lúc đó hận lắm mà. Thì rõ ràng lúc đó là lúc đó hận lắm. Là cũng hận lắm chứ bộ, đúng không? Thì ra mới có cái ý nghĩ vậy. Mình là con nhưng ghẻ. Nhưng mà chỉ một phát lúc đó, lúc nhỏ thôi. Rồi bây giờ mời một thính giả trên đường dây ạ. Hello. Xin chào Cà Phê Sáng. Dạ chào anh Sơn. Dạ theo em á, cái kỷ niệm mà ngày xưa lúc còn bé đó là lúc nào cũng bị đòn mà đòn quan không à. Về sau lúc gì mà đi Biển Biên xong về gọi là ngồi tâm sự với ông ngoại, hỏi tại sao mà lúc nhỏ cái gì ông cũng ngoại cũng quấn con hết là sao vậy. Ông ngoại nói hả, mày nghĩ coi đó, hả, mấy thằng anh lớn của mày thì nó đi vượt biên trước mày rồi, mà mày còn lại là lớn nhất trong đám đó, mày lớn nhất thì mày sẵn sàng chịu đòn dùm mấy đứa em mày cũng được mà đâu có gì đâu. Tại sao mà tự nhiên hả, là gì mà ông muốn cứ quánh con, thì em mày nó sai thì tao cứ quánh mày thôi. Tại vì hả, nếu mà quánh mày á thì không gì, nhưng mà thấy mày lớn hơn thì mày chịu đòn được, còn mấy đứa nhỏ kia thì nó biết đâu mà nó chịu đòn. Nhưng mà tại vì cái tâm lý là thế mà ông cứ quánh á thì tự nhiên tụi nó thấy cái đòn á, mình thì bị đau nhưng mà tụi nó có cảm ứng rằng ồ nó cũng bị chịu đòn chung như vậy luôn á. Nên là ông nói là đánh là để răn đe thôi, dằn mặt để trước giờ đánh là để cho trước thôi. Nhưng mà về sau em cũng nghĩ lại, thật sự ra cái ông ngoại thì lớn lên trong cái thời điểm mà cho roi cho vọt quen rồi, coi như là hễ mà ai mà bị đòn bị gì là cứ đè ra quánh thôi. Nhưng mà ông ngoại lớn thì đánh hơn là già cứ lớn là đánh thằng lớn để cho mấy đứa bé nó nhìn thấy. Nó nhìn thấy nó có cảm giác nó như kiểu đánh nhưng rơi mà, đòn. Nhưng mà cái lúc đó đó anh có phản ứng không? Đúng rồi. Có bị nói là sao ông đánh cháu vậy? Con ghẻ. Mấy em thì kêu thôi mà, nếu mà ông đánh mình là có lý do gì thôi. Rồi về sau khi vượt biên về mới hỏi thôi. Nhưng mà cũng nghiêm lắm đúng không? Cũng nghiêm trong bụng đi, vượt biên về phải hỏi cho ra lẽ là tại sao đó đánh tôi dữ vậy. Yeah, ghét bỏ gì tôi. Cũng chấn động tâm lý chứ bộ. Nhưng mà ông nói không phải là không đánh, không phải là vì ghét vì giận gì đâu, nhưng mà tại vì á hả, là thương mới cho roi cho vọt thôi. Ông kêu nếu mà ông không có để tâm để gì thì ông sẽ không bao giờ đánh, mà tại vì ông đánh là tại vì để răn đe, để cho mấy đứa cháu tốt hơn thôi. Để sao mới hiểu được tâm tình của ông ngoại sao thôi. Hồi xưa mình thôi, hiểu mà bây giờ con nít giờ nó không hiểu ta. Cảm ơn anh Sơn đã gọi vào nha. Vì khi anh Sơn anh gọi mà không biết thôi. Chứ ai mà
cứ người này làm lỗi cứ đè người kia đánh hoài đâu có được. Nói chứ đánh cũng ảnh hưởng tâm lý á. Từng bên có một người này đó là anh cả cũng hay đánh em lắm. Và đến lúc mà anh cũng đi vượt biên xong á, mấy đứa em mừng lắm luôn á. Nó mừng lắm, ông hung thần cũng đi rồi. Cái như là nó không có thương nhớ gì hết trơn á. Ồ trời ơi, thoát nạn rồi, chả đi vượt biên rồi, xong rồi, sung sướng ghê, dễ sợ lắm. Không, ý con Trương muốn nói là anh Sơn này cũng có thể là anh cũng involve chứ mà là không. Thí dụ như là suối hay là không có thấy để em Út nó dời mà không có can thiệp. Thành ra mới bị đòn thôi chứ còn đâu có nhưng mà tại vì mình nói là hồi xưa dù là đánh là thương cho roi da vọt nhưng mà đánh nó nhiều quá nó cũng ghét nữa. Nó xa khách. Rồi, ghét chứ. Nó cứ là cái như là hư là cái ông anh cả ông lôi đám em ra ông quấn, thành thử ra nó xa khách. Rồi nó đâu thương gì đâu, thành thử lúc mà đi vượt biên là trời ơi nó còn mừng hú hồn, nó đâu có nhớ, đâu có nhung gì đâu. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Hello. Hello hello. Rồi chúng tôi xin chuyển qua một đường dây kế tiếp 7404. Hello. Dạ. Nghe không ạ? Dạ, nghe rõ rồi, mời chị. Xin chào Cà Phê Sáng. Tôi tên là Teresa. Dạ. Dạ. Chào cô Teresa. Cái chuyện đời của tôi hồi còn bé đó. Bố đánh lúc nào cũng bị đòn hết, không đọc kinh không xong cũng bị đòn. Mà bố ngủ không xong cũng bị đòn, bị đòn đến cái độ cái ngày tháng đó tôi bị đó. Răng luôn cái đó ra luôn. Đau quá. Cái lớn lên thì muốn lập gia đình. Để xa gia đình buồn lắm. Rồi cứ rồi bố con xa cách nhau, cứ bố ăn cơm tôi ở trong phòng như thế thôi, nhưng mà không xa. Mà bố mất thì đi nhớ vô cùng, nhớ lắm, muốn bố sống lại để đánh tiếp. Còn tôi có một đứa con nó ngộ nghịch điểm từ E xuống C. Rồi bữa đó tôi giận quá tôi đánh nó, lấy cái chổi đánh nó. Anh nó thì đáng lẽ ngày hôm đó thì không cho đi học. Anh nó đi học nó khóc rưng rức. Thế nó vô trường. Đấy là cô giáo hỏi nó nói thật hết. Đến trường cô giáo hỏi nó nói thật hết. Thế là sắp sửa đi đón nó buổi chiều. Thì vừa sắp sửa đi đón nó thì điện thoại reo lên. Thế là cô giáo bảo hỏi tội tôi. Hỏi tội tôi thì cô giáo nó khỏi đi đón nữa. Có người lo cho nó rồi. Thế là vừa ra khỏi nhà thì bắt đầu bố lít tới. Thì vô, nó thấy cái chổi vẫn còn chưa sửa soạn, cái chổi vẫn còn nằm trong bếp á. Cái vô, cầm đẹp như cine. Trời ơi. Ra ngoài xe, ra, mà nó quát tháo, bố lít Việt Nam nha, quát tháo. Tôi cũng nhịn nhục tôi ra, biết làm gì hơn. Ra ngoài xe cảnh sát, bố lít. Tài xế là bố lít Mỹ, người già rồi. Thấy tôi lại mếu máu. Cái tự nhiên lên xe xúc động quá, hát bài lòng mẹ. Lúc đó hát bài ghê á. Hát bài lòng mẹ. Bố lít người Mỹ họ đâu hiểu gì hết. Họ thấy cái sao đó xúc động. Họ hỏi mẹ, bà bị vô tù vậy. Và tại vì tình yêu mới vô tù. Thắc mắc cái chẳng hiểu gì hết. Yeah. Cái vô tù không giống ai hết. Mà áo tù mềm mềm bẻ nhỏ con. Còn Mỹ đen Mỹ đỏ to quá. Cái ngày nó họ đòi làm khoảng 10.000 beo ra. Tôi nói vô lý quá. Tôi nói gia đình đừng có beo. Cái ngày ra tòa đó, người thông dịch, tôi nói rằng ở bên chúng tôi đó thương á mới đánh, còn bên quý vị là như vậy là có lỗi. Tôi không biết nói sao, mà tôi không muốn con tôi trong tương lai nó sẽ là gánh nặng của xã hội. Vậy thôi, xong rồi trên tòa đó tôi thắng. Mấy tuần đi ra. Thề thảm, nhưng mà thắng nhưng mà cũng phải ở trong tù mấy ngày biết. Cô? Dạ, trước khi ra tòa. Cũng gần khoảng 10 ngày. Wow, trời. Trời ơi, dữ gì ha. Đó. Đúng là cái luật pháp của Mỹ họ bảo vệ trẻ em. Chưa hết. Đến khi mà có vết, cái họ gửi đi ba trường học tâm lý, trường học gì đó, tùy học. Cái bảo bà kia lên, nếu con bà làm gì thì bà phải làm sao? Tôi khoanh tay là thưa cảm ơn con, vỗ tay cả lớp. Xong rồi họ gửi cho cái social worker người Việt Nam. Vừa cái bữa đó thì con tôi không ở với tôi nữa, nó bị bắt rồi, nó không phải nó bị adoption rồi. Đưa về ở foster home. Rồi.
Rồi cái hết cái thời gian đó cái nó về. Nó về cái tôi đưa nó đi học. Đi học. Rồi bữa đó nó cũng trốn học. Vì sao mình mới biết là nó bị stress nhiều quá. Nó bị stress nhiều quá cho nên cái nó bỏ nhà nó đi nữa. Cái tôi rượt nó. Tôi đi bộ mà tôi rượt nó. Tôi rượt tới đâu nó chạy tới đó. Nó chạy tới cái chỗ mà nó leo qua tường mình đâu có leo được. Mà đi về. Đi về cái chạy vô nhà thờ. Cái xe nó quẹo vô nhà thờ. Cái tôi ngồi tôi quỳ. Tôi cầu nguyện. Cái tôi thấy cái gáy tôi nó nổi da gà. Cái tôi quay lại nó ngồi sau á. Nó cũng đang cầu nguyện. Cũng đang cầu nguyện. Mình mới biết rằng nó hỏi con tại sao con như vậy. Nó chết nhiều quá. Bị học hành bài vở nhiều quá. Con học không nổi mà mẹ lại này nọ này nọ. Rồi hết. Rồi. Cảm ơn quý đài. Rồi hết. Cảm ơn quý đài. Cuối cùng hai người đi vô cầu nguyện, nhờ cầu nguyện mà nói chuyện với nhau, hiểu nhau. Cái này mới chưa hết. Ôi, chưa. Có thêm tập nữa, dạ. Tập 3. Con cái này nó hay lắm, hay lắm. Đến khi mà tôi thấy thời gian tôi dạy không nổi đó, bắt đầu tôi đi kiếm trường học tư cho nó. Kiếm bao nhiêu trường học, đến cuối cùng có 2.000 đồng một tháng ở gần Mễ đó. Mà hiệu trưởng là Tin Lành, tôi gọi nó vô. Tôi gọi. Nửa đêm sáng sớm có bô lít vô là bảo dẫn nó đi vô cho trong trường học đó, cách thành phố ở gần Mễ đó. Rồi một tuần gọi nó nói chuyện với nó thì hỏi câu nào trả lời câu nấy. Lần thứ hai gọi nó hơi nói nhiều điều chút. Lần thứ ba gọi nó không hỏi nó cũng nói cảm ơn mẹ đã gửi con đúng trường rồi. Mẹ đã gửi con đúng trường rồi. Đến khi một cái ngày nó ra, nó không chịu ra nha, nó tình nguyện ở lại, nó làm cho trường đó. Ở bên Mễ, gần Mễ, 2.000 đồng một tháng là rẻ nhất á. Wow, dễ sợ. Nó biển nó thành công lắm. Nó thành công quá. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô, câu chuyện của cô rất là hay ha. Dễ sợ đó, đúng là. Bởi vậy ở cái xứ này thứ nhất là đánh cũng không xong, không đánh thì hả nó hư. Cũng là một cái kinh nghiệm ha, để quá, mình phụ huynh mình học hỏi. Nhưng cái chuyện này thì Quang Trương cũng nhớ hồi trước cũng cà phê sáng của mình có một người cũng tâm sự cũng giống như thế này. Tức là có hai, một người bà vẫn đưa cháu đi học. Không biết tôi nhớ không? Nhưng mà ông bà khi mà đưa cháu đi học, hai ông bà cứ gây lộn với nhau trên xe. Rồi xong cái thằng cháu nó ngồi sau, không biết sao nó vô nó kể là trong trường. Vậy mà trong trường bắt hai ông bà ra tòa, cấm tuyệt đối không được đưa cháu đi học và rước cháu nữa. Thành ra cái người phụ nữ đó gọi vô, cũng chia sẻ ngày hôm đó là cũng rớt nước mắt. Tại vì bây giờ không được tiếp cận cháu nữa. Tại vì họ thấy gây là khiến cho cái đứa bé nó bị khủng hoảng. Tại vì nó nói là nó muốn đi xe bus, nó không muốn đi xe nhà nữa. Tại vì cứ lên xe là nghe ông bà gây lộn với nhau. Thành đó cũng là một cái kinh nghiệm mình nên để ý. Nó rất là nguy hiểm tại vì cái luật của trẻ em nó bảo vệ về trẻ em đó. Đây nó ghê gớm, nó mệt lắm, giống như là con em mới đây hồi cách đây cũng vài tuần nữa, nó đi vô trường nó nói ôi nó cảm thấy đau cổ, cảm thấy nhức đầu, bữa đó nó không có muốn học. Nên là trường sợ quá luôn, nhất là cái mùa này nữa mà nghe đau cổ nhức đầu là trời ơi, tức tốc rồi gọi về bắt đi dẫn đi xét nghiệm COVID. Dẫn đi xét nghiệm COVID xong là âm tính, đâu có gì đâu. Xong rồi hả là bà tự nhiên bà hết tự nhiên bà hết bệnh, có giấy rồi tự nhiên hết bệnh luôn. Trời sao ơi. Bà giống má bà gì lâu nhõng nhẽo gì thiệt đáng sợ đi. Mời một thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ mời. Tự nhiên bà hết. Dạ tắt cho tụi mình cái radio cái tivi đi nhé. Rồi tivi nó trẻ thiệt. Dạ không có một cái gì hết. Dạ rồi. Còn vẫn còn cái tiếng tắt dùng cái tivi à, tại cái tiếng của tivi hay radio nó phọng ngược lại cái điện thoại đó cô, nó phát ngược lại đây nè. Dạ không có tivi, không có radio đây nữa. Biết sao kỳ vậy? Dạ có tiếng vang lắm. Dạ. Có chứ không có làm sao được. Đi ra đi hay là phòng ngoài hay là sao đó không biết. Dạ là cô mở cái phone cô nghe ở xung quanh không biết. Chi Nhất Dương nói là ngày xưa mẹ đánh đau, đau buồn, giờ đây vợ quýnh thấy buồn hơn đau. Ngày xưa mẹ đánh đau buồn, giờ đây vợ quýnh thấy buồn hơn đau. Đúng rồi. Rồi mời một thính giả kế tiếp. Hận nữa chứ. Tiếng vang lắm. Vẫn còn tiếng nha, ai đó tắt giùm tivi.
không biết luôn. Nghe được chưa? Dạ. Hello. À, Lương Võ nói là có thương mới có giận, mà có giận thì mới có đánh đòn. Tuổi trẻ nên hiểu và thương. Nếu không thương thì không giận, không quan tâm, tự sinh tự diệt. À, tại thương mới vậy, nhưng mà bây giờ nó không hiểu vậy đâu đó. Nghe nãy cô kể chuyện không? Trời ơi. Một cây chổi ở tù 10 ngày. Dạ, không thôi. Cây chổi ở tù 10 ngày đó. Sợ chưa? Đóng thiệt beo 10 ngàn. Thôi. Trời ơi, bởi vậy nhiều khi á, cha mẹ bên này, cái thời hồi xưa mình chuyện mình bị đòn ha, mình cúi xuống mà mình bị đánh đòn là chuyện bình thường ha. Bây giờ đó nó rất là khác, nó không có giống gì của cái thời nhỏ của mình hết trơn. Yeah. Cái giáo dục bây giờ nó cũng khác. À, còn mình nhớ hồi xưa mình cha mẹ mình dạy mình nó khác lắm. Mời một chúng ta trên đường dây ạ. 0484. Alo. Dạ, xin chào. Mời chị. Dạ. Dạ, tôi tin Thảo có một câu chuyện gì. Bây giờ tôi thấy thương mấy đứa con tôi. Có một cô con gái. Cái cô thứ hai, nó lì lắm. Mà ăn đòn nó không bao giờ nó khóc hết. Có một lần tôi giận quá, tôi tát cho nó hai cái bạc tay vô cái máng đó. Nó đỏ, nó có dấu luôn. Lúc tôi cũng thấy hối hận rồi. Rồi khi nó đi học, tôi nói, đó con mang cái mặt này vô trường đi. Để cho bạn bè con, để cho cô giáo con á, nhìn để biết con là một đứa con nó lì và không biết nghe lời mẹ, cha mẹ. Tôi nó khóc, nó không nói gì hết trơn, nó đi học. Nó đi học ở trong nhà tôi hồi hộp, hết sức hồi hộp đó. Vừa sợ, vừa thương, vừa lo nữa. Rồi cái nó đi về, nó về rước nó về, nó nói làm sao. Lúc đó mình còn làm cái mặt có vẻ là không khách với nó nữa. Làm sao, con đi vô rồi, con cô giáo với bạn bè nhìn mặt con rồi, rồi sao. Cái nói cô giáo không thấy. À, rồi bạn bè con không thấy nó, tại sao nó con lấy tóc con phủ xuống như vậy mắc cỡ phải không? Nó là dạ không, con sợ cô giáo thấy. Rồi bạn bè thấy là xuống rồi văn phòng nó nói với ông hiệu trưởng, rồi sợ ông hiệu trưởng đến nhà bắt nhà đi. Rồi tôi nghe rơi nước mắt luôn. Đó, đứa này biết suy nghĩ. Dạ đó, nó nói con sợ cô giáo nói với ông hiệu trưởng, rồi ông hiệu trưởng kêu cảnh sát tới nhà bắt mẹ đi. Thành ra con lấy tóc con phủ mặt của con lại. Anh chị biết không, từ đó là tôi không dám đánh nó nữa. Mà tới bây giờ nó lớn, bao nhiêu tình thương cái gì là tôi hy sinh, tôi lo cho nó hết. Mà chính bây giờ nó lớn rồi, tất cả những điện thoại nó mua hay trả tiền hàng tháng là mười mấy năm nó tự động nó trả, nó không có bao giờ nó lên một tiếng nó đòi à, mẹ hay ba phải trả tiền cho con, nó không. Nó lúc đó cháu mấy tuổi cô, lúc mà khi cái câu chuyện cô kể xảy ra đó là khi lúc đó là nó có học trường tiểu học. Tiểu học thôi mà suy nghĩ như vậy đó. Dạ. Wow. Nó giỏi. Đi học về nó chỉ biết là tôi lấy cây roi mai tôi bắt nó nằm xuống, nằm dài xuống tôi đánh đó. Tôi đánh nó đến nỗi mà nó quằn giống như cái con mực, một con trùng vậy đó. Mà không cứ khóc, không là mẹ ơi đau quá, nó chỉ quằn quại thôi. Mà nó càng quằn quại thì lúc trẻ rồi thì cái máu nóng mình nó dễ nó nổi nóng, càng nổi nóng hơn nữa, thì càng đánh thêm nữa. Khi nó chỉ lên một tiếng mẹ ơi con đau lắm mẹ ơi. Mà không khóc nha, nó chỉ mẹ ơi con đau lắm mẹ ơi. Nó nói con đau vậy mà con có biết chơi không? Dạ dạ con biết mẹ, đừng đánh con nữa, con đau lắm. Lúc đó tôi hạ xuống, khi mà cái cơn giận xuống rồi nha, hạ xuống rồi tôi ngồi tôi chảy nước mắt, tôi khóc. Tôi nói sao mình tàn nhẫn với con mình dữ vậy nè. Bây giờ nó lớn bao nhiêu, có tình thương bao nhiêu, cái gì là tôi đổ dồn cho nó hết. Nó là một đứa con gái là tôi thương nhất. Tôi tuy là ở gần thì kỵ nhau thiệt, ở gần thì hai mẹ con là cấu đã nói dữ lắm, nhưng mà ở xa thì rất thương. Đó thì đã bao nhiêu những gì tôi dùng cho nó hết rồi đó, cái kỷ niệm mà tôi kể cho anh lại quý vị nghe. Còn tôi như đối với tôi thời hồi nhỏ có một chút xíu vậy thôi, là ông anh tôi đó, lúc là ông hay đi chơi, hay bắn chim ở ngoài đường mấy cái đường lớn á, hay ông hay đi cầm cái ná đi hay đeo đi bắn chim lắm. Thì ông rủ nó, mày đi với tao không, nó đi hai anh em đi. Đi không biết tình cờ cái
cái ông làm ở nhà ông thấy, ông về ông mét ông già tôi, mét về cái ông già tôi nói hai đứa cả gan này nhỏ như vậy mà dám đi ra đường lớn đi mà đi bắn chim, bắt nằm dài lấy cái mình chụp hai cái đầu anh em, hai anh em xuống rồi lấy roi, anh chị biết không? Cái roi mà loại cái roi mà hồi xưa mà dây điện quấn lại đó. Trời ơi, đánh một cái coi nó thì cái điến hồn luôn á. Đó, từ đó rồi là chừa tới già luôn. Chừa tới già đó là cái kiểu. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn cô, nhưng mà đúng là nó cũng không nên ha. Khi mà mình nóng quá mình đánh thì bây giờ nghĩ lại rất là hối hận theo như lời cô kể. Thôi thì đến bây giờ thì chúng tôi cũng còn rất là nhiều quý vị đang gọi vào. Tuy nhiên thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Rất là tiếc. Nghe cũng có những câu chuyện cười rất là vui, nhưng mà cũng có những câu chuyện nghe thì rất là buồn. Cảm ơn quý vị đã gọi vào chia sẻ những câu chuyện riêng tư của quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn, chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt quý vị. You could even win the Tour de France, or you might as well enjoy the dance. V247 Power, công ty điện của người Việt Nam với giá thấp, với hóa đơn và nhân viên đều sử dụng tiếng Việt. Hãy gọi ngay 1-855-990-9000. Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop. 1-855-855-5888. Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vinashoptv.com 1-855-855-5888. Quý vị hãy vào trang web staysmartdoyourpart.com hoặc gọi số 832-927-8787 để ghi danh chờ đợi được chích ngừa.